Rồi, chào tất cả mọi người đã đến với video em nha. Thì hôm nay thì em sẽ quay cho các bác xem là hai bộ chiếu đôi. Thì hiện tại trước mắt các bác đây thì em đang quay cho các bác xem là một bộ chiếu đôi của Cẩm Hồng. Thì hiện tại cái bộ này đang có kích thước là rộng 1m70, dài 16 và dài là 2m95 nha. Đó, hàng hiện tại em đang quay là quay thô mộc thực tế không này. Thì bình thường nếu mà quay lúc hoàn thiện thì nó sẽ đẹp hơn nha. Nhưng mà em muốn bán thì em bán hàng thì đa số em sẽ quay từ lúc mộc thô cho các bác có thể xem hàng thực tế hơn. Đó, chứ không muốn hoàn thiện xong rồi quay cho các bác xem mà nhiều lúc thì các bác cứ nghĩ là hàng chấp kiếp hay là vá chấp gì đó. Thì cái này thì các bác theo dõi kênh em lâu rồi thì các bác có thể là biết được là bên em bán hàng thì đa số là toàn quay từ cái lúc thô nha. Nhưng mà cái này là em báo giá lúc thô, cái này là em báo giá là quay lúc thô, nhưng mà báo giá là đã hoàn thiện rồi và chân kê và ship cho các bác nha, nên là các bác cứ yên tâm đó. Và hiện tại là cái bộ này em đang bán với giá là 39 triệu này, giá rất là ưu đãi luôn, 39 triệu là bao ship cho các bác này đó. Bây giờ các bác có thể là đi xem những nơi khác, không có ai mà quay mộc thô chi tiết như bên em đâu. Bên em thì đa số là quay mộc thô chi tiết thế này. Ngay chỗ đây thì vân chung nó gần như là nó giống như cái gỗ gì quên mất nè. Đó, nó giống như nói chung là mun đất công á, nó gần giống như vậy đó. Các bác có thể nhìn thấy này. Vân nói chung vân thì vân này thì nó dạng là trung bình, trên trung bình một xíu. Đó, nhưng mà được cái là hàng này rất là nục nạc nha. Giá chỉ có 39 triệu một bộ thôi. Đó, thì bên em là quay là bán hàng thực tế luôn. Quay cho các bác xem này, hàng chuẩn bìa này, hàng này là hàng bìa không tim không gì hết nha. Còn về gỗ ấy, còn như cái bộ này, đây là bộ thứ hai này. Bộ này thì nó rộng là 1m80, dày là 16 và dài là 2m95 nha. Bộ này thì cũng đồng giá luôn là 39 triệu. Đó. Thì cái bộ này nó cũng rất là đẹp nha. Bộ này rất là đẹp luôn. Bên đầu bên kia thì nó có một xíu nứt. Thì còn về gỗ ấy, nhiều bác thì cứ bảo là gỗ phải đẹp là không thì vết. Thì em nói thẳng với các bác luôn, 10 bộ máy ra chỉ được một bộ thôi. Đó, về gỗ thì tất nhiên là ít nhiều gì nó cũng có lỗi, nhưng mà nó đừng có tim, với lại đừng có chấp vá, đừng có nứt to, nứt dài là được. Đó, còn ngoài ra thì hàng như em đang quay này thì nó phải đạt chất lượng, là chất lượng cao này. Những cái bộ này nó gọi là chất lượng cao rồi. Bộ này thì nó cũng có một xíu lỗi, nhưng mà nó chỉ bị ở đầu thôi. Đây này, cái đầu bên tấm kia thôi nha, chỉ bị một tấm thôi nha. Đây này, nó chỉ bị mỗi cái tấm này thôi. Bị một tí đây thì nó không ăn thua nha, nó vào tầm khoảng cỡ 15 phân. Đó, thì có sao thì em quay cho các bác vậy luôn. Nó quay cho các bác xem thực tế luôn, chứ không có giấu giếm gì cả. Đó. Với lại là cái bộ này nó gần như là tinh lõi luôn thôi. Gần như là tinh lõi, như cặp bên này thì nó tinh lõi luôn rồi, các bác ơi. Đó, đồng giá chỉ có 39 triệu một bộ thôi. Cái này là gỗ Cẩm Hồng nha. Cái này thì nó chỉ có vân thôi, chứ chung thì nó không có. Cái cây này em xẻ ra thì nó chỉ có vân. Đó, thì giữa thì vân nó cũng rất là đẹp nha. Nếu mà bác nào quan tâm về bộ nào ấy, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em sẽ gọi video trực tiếp cho các bác xem hàng thực tế luôn.